Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Đầu tư NK, và hiện tại tôi đang có mặt tại chuỗi cửa hàng nhà thuốc Long Châu của bán lẻ FPT. Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Đầu tư NK, và hiện tại tôi đang có mặt tại chuỗi cửa hàng nhà thuốc Long Châu của bán lẻ FPT. Và như lời hứa, sau khi tôi đã review về chuỗi FBeauty bán lẻ mỹ phẩm thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là ở chuỗi nhà thuốc Long Châu của bán lẻ FPT có những gì, có những sản phẩm nào, bán hàng ra sao, cảm nhận của khách hàng như thế nào và nhân viên ở đây chia sẻ những điều gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam. Phân phối dược phẩm là một miếng bánh béo bở với các nhà bán lẻ. Theo hãng nghiên cứu thị trường Business Monitor International, doanh thu bán lẻ dược phẩm tại nước ta sẽ tăng từ 4,7 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên 7,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Theo thông tin từ Bộ Y tế, cả nước hiện tại đang có khoảng hơn 60.000 nhà thuốc. Tuy nhiên, các nhà thuốc tại Việt Nam thì vẫn đang bị phân mảnh, trong đó nhiều doanh nghiệp nhỏ do các gia đình điều hành. Chi tiêu thuốc trên đầu người của nước ta đã tăng gấp 4 lần, đạt mức 40 USD trong 10 năm từ năm 1995 đến năm 2015. Và theo dự đoán, con số này sẽ đạt khoảng 55 USD vào năm 2021. Tại Việt Nam, các lĩnh vực liên quan đến y tế được coi là vấn đề an ninh quốc gia, và hiện nay thì luật pháp Việt Nam chưa cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ dược phẩm. Lịch sử hình thành và chiến lược phát triển của chuỗi nhà thuốc Long Châu. Tháng 9 năm 2018, FPT Retail chính thức lấn sân sang mảng dược phẩm với quyết định thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, hay còn viết tắt là FPT Pharma. Vốn điều lệ của FPT Pharma là 100 tỷ đồng, trong đó FPT Retail góp vốn 75 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 75%. Chủ tịch của FPT Retail, bà Nguyễn Bạch Điệp góp 10 tỷ đồng và là người đại diện pháp luật, tổng giám đốc của Long Châu. Thành viên hội đồng quản trị của FPT Retail Trịnh Hoa Giang góp 5 tỷ đồng và hai cá nhân khác góp 10 tỷ đồng còn lại. Với ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Năm 2018, Long Châu mở thêm chưa tới 20 cửa hàng. Theo giải thích của nữ tướng của FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp, 2018 là giai đoạn thử nghiệm mở ở nhiều điểm khác nhau để xem nơi nào là lý tưởng nhất cho Long Châu, nhằm tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận. Hiện tại, FPT Retail đã tìm ra công thức đúng cho Long Châu nên bắt đầu bước vào giai đoạn triển khai hàng loạt và mở rộng hệ thống. Hiện tại, tính đến quý 1 của năm 2020, FRT đã sở hữu tổng cộng 75 cửa hàng Long Châu. Hội đồng quản trị FRT mới đây cũng đã thông qua nghị quyết về việc góp thêm vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, FPT Pharma. Số vốn góp thêm sẽ là 180 tỷ đồng. Sau khi góp thêm, giá trị vốn của FRT tại Long Châu sẽ là 255 tỷ đồng. Tương đương với 85% vốn điều lệ của công ty con. FRT có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư cho chuỗi nhà thuốc Long Châu, mở rộng mạng lưới bán hàng đến nhiều tỉnh thành hơn nữa. FRT cũng đặt kế hoạch sẽ mở thêm 200 nhà thuốc Long Châu trong năm 2020 và dự kiến đạt khoảng 1.900 tỷ đồng về doanh thu. Trong kế hoạch dài hạn, đến năm 2022, FRT dự kiến sẽ mở khoảng 700 nhà thuốc Long Châu với doanh thu ước tính vào khoảng 6.000 tỷ đồng. Và kỳ vọng sẽ kiểm soát khoảng 30% thị phần thị trường dược phẩm bán lẻ tại Việt Nam. Kết quả hoạt động kinh doanh. Kết thúc quý 3 của năm 2019, doanh thu chuỗi nhà thuốc Long Châu đạt 496 tỷ đồng, tăng trưởng 90,4% so với cùng kỳ của năm 2018. Năm ngoái, Tân Dược đóng góp hơn 58% doanh thu của Long Châu. Tuy nhiên, thực phẩm chức năng mới là mảng có biên lợi nhuận tốt nhất, đóng góp đến 49% lợi nhuận của FRT. Tiếp đến là thuốc và trang thiết bị y tế. Cho đến nay, nhà thuốc Long Châu đã và đang phục vụ khoảng hơn 25.000 lượt khách hàng mỗi ngày. Lợi thế cạnh tranh.
Lợi thế cạnh tranh đầu tiên và lớn nhất của FRT trong chuỗi Long Châu đó là lợi thế về kinh nghiệm vận hành và áp dụng công nghệ vào chuỗi bán lẻ. Về hoạt động của nhà thuốc Long Châu hiện tại thì FRT đã áp dụng công nghệ định vị tọa độ từng hộp thuốc, giúp cho nhân viên mới lấy thuốc nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Đơn vị phát triển công nghệ nhận diện toa thuốc bằng hình ảnh, nhận diện toa thuốc bằng giọng nói để nhân viên tra cứu sản phẩm nhanh hơn, từ đó mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn, thuận tiện hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Lợi thế thứ hai đó là lợi thế về uy tín thương hiệu. FPT là một thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam. Hiện nay với nỗi lo về hàng giả, hàng nhái ngày càng nhức nhối, đặc biệt là một mặt hàng nhạy cảm như sản phẩm về dược, thì lợi thế thương hiệu là một lợi thế không hề nhỏ cho Long Châu cạnh tranh với các nhà thuốc tư nhân cũng như là các chuỗi bán lẻ thuốc khác ở trên thị trường. Lợi thế thứ ba đó là lợi thế về con người và lãnh đạo. Vị thuyền trưởng của FRT bà Nguyễn Bạch Điệp nổi tiếng với biệt danh người đàn bà thép. Bà là người có công lớn phát triển FPT Retail như ngày hôm nay. Dưới sự điều hành của vị lãnh đạo này, từ 17 cửa hàng ban đầu, đến nay FPT Shop đã vươn lên trở thành nhà bán lẻ số 2 tại thị trường Việt Nam. Với một người lãnh đạo tận tâm, quyết liệt trong công việc, đích thân trong một tuần đi hết 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để tìm điểm để mở cửa hàng cho FRT. Một vị lãnh đạo như vậy thì cổ đông chúng ta hoàn toàn có thể đặt để niềm tin của mình. Điểm hạn chế và khó khăn. Điểm hạn chế đầu tiên của Long Châu đó là thương hiệu còn mới, đặc biệt là với thị trường miền Bắc. Long Châu mới chỉ xuất hiện tại Hà Nội hồi tháng 12 của năm 2019 và cần có thêm thời gian để định vị thương hiệu trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Khó khăn và hạn chế thứ hai đó là số lượng cửa hàng và độ phủ cũng chưa thực sự lớn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Và cũng chính từ khó khăn này dẫn đến một hạn chế tương đối lớn của Long Châu, đó là sức mạnh thương lượng của Long Châu với các nhà cung ứng chưa thực sự lớn, dẫn đến nguồn hàng cũng chưa thực sự dồi dào và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện tại thì đang có mặt tại địa chỉ 637 của nhà thuốc Long Châu ở trên đường Hóa Thám của Hà Nội. Và do là đây là giờ cao điểm, bây giờ là khoảng 4 giờ chiều, 5 giờ chiều là giờ cao điểm nhất của nhà thuốc Long Châu. Lượng khách lui tới rất là đông, nên là tôi không tiện để phỏng vấn các bạn nhân viên của nhà thuốc Long Châu tại đây. Và đây là chú bảo vệ của nhà thuốc Long Châu. Và bây giờ tôi sẽ hỏi chú một số thông tin về nhà thuốc này, xem ở đây có những cái thông tin gì. Vâng, chào chú ạ. Chú ơi, cho cháu hỏi một chút là từ khi mà cửa hàng khai trương đến bây giờ thì lượng khách lui tới Long Châu như nào hả chú? Nói chung là từ khi nhà thuốc khai trương đến giờ đến gần 3 tháng rồi. Thì nhờ chú về làm bảo vệ đây, nhờ chú thấy khách hàng đến đây để mua thuốc rất là đông. Kể cả cái thời gian mà đã dịch COVID-19 này là khách vẫn đến mua vì nhà thuốc mình có thương hiệu nó uy tín. Nên là kể cả các nhà thuốc lẻ ở đây bán như không có ảnh hưởng. Nên chú cảm thấy là được đội ngũ nhân viên phục vụ rất tốt và rất chu đáo. Nên là giá cả thuốc hợp lý mà nó đủ các đa dạng các mặt thuốc. Nên là khách hàng rất hài lòng. Cảm ơn chú cho hỏi chú một câu và chú cho rất là nhiều thông tin. Thế chú cho cháu hỏi một câu nữa là từ hồi có dịch corona, từ ra Tết ra ấy, thì cửa hàng mình có đông khách hơn không chú? Nói chung là vẫn đông nhưng mà nó có ảnh hưởng một chút so với trong năm cũ. Khách hàng ở đây có phàn nàn gì không chú? Nói chung là khách hàng thì chỉ có về cái phần kia đến nói chung cả các nhà thuốc thôi. Thế nhưng mà vì phần chỉ có khẩu trang là nó hơi khan hiếm. Thế còn các loại thuốc là khách đến đây đều có đơn cho đến chiếu phim ảnh các thứ mang đây là bác sĩ tư vấn đều còn có thuốc để đáp ứng được. Chào, cảm ơn chú rất là nhiều, chúc chú rất nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn.